Lời Chúa thứ năm tuần 28 mùa thường niên. Kính Thánh Ignatio Antiochia, giám mục tử đạo lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa phán: Khốn cho các ngươi, hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi, vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ. Trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ. Kể từ máu của Abel cho đến máu của Zacharia, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khóa sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại. Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm và chất vấn người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng người thốt ra chăng. Đó là lời Chúa. Suy niệm lời Chúa. Học để hành. Các ngươi đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết, các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản. Suy niệm. Chúa Giêsu vạch rõ những điều sai trái, giả hình của những người Pharisêu và luật sĩ bằng những lời khiển trách gay gắt, nặng nề, khó nghe. Khốn cho các người. Đúng như câu nói, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng. Lời nói ngay thật như thuốc đắng, thường khó nghe, nhưng có vậy mới mong chữa bệnh tận căn. Các thầy thông luật vốn dĩ hiểu biết rất rõ về lề luật, nhưng họ cố tình bẻ cong luật Chúa để giải thích theo ý họ và biến lề luật thành ách nặng nề bởi những luật lệ do chính họ đặt ra. Thậm chí, họ bãi bỏ điều răn của Chúa mà duy trì truyền thống phàm nhân. Chúa trách họ làm thế là che giấu sự hiểu biết, khiến họ không hoán cải, đã vậy, mà cả những người nghe theo họ cũng không thể hoán cải nữa. Chính lòng ghen tị và óc tự mãn đã làm cho họ bị tê liệt khả năng hoán cải đó. Mời bạn, bạn nghĩ Chúa Giêsu có đang khiển trách bạn không? Có khi nào bạn nghe biết tiếng Chúa mà bạn không làm lại, còn dạy người khác không làm hay không? Bạn nhớ Chúa cũng đang kêu gọi bạn, ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, các bạn đừng cứng lòng. Sống lời Chúa, chọn một việc bổn phận hàng ngày của bạn và thực hiện với ý chỉ cầu cho việc truyền giáo. Cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành để con thực sự là người thân trong gia đình của Chúa và được Chúa chúc phúc, bây giờ và mãi đến muôn đời. Amen. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.